con có cái nam châm tìm trụ tường không? Con có đây, cái này sử dụng thế nào? Bây giờ ta dùng nó để tìm ra trụ tường nằm ở đâu. Con biết đấy, khi dựng khung nhà người ta bọc các trụ tường bằng tấm ốp. Khi dò nam châm trên tường, nó sẽ tìm ra các đinh ốp được dùng để gắn tấm ốp vào trụ tường. À, tức là thế. Giờ ta sẽ dò nam châm trên tường thế này, cho đến khi tìm được một cái đinh. Và ngay khi tìm ra đinh, ta sẽ thấy cái nam châm nhỏ đó chuyển động. Ồ, thấy không? Con thấy đấy, dù mẹ làm kiểu gì, cái nam châm cũng chỉ thẳng vào chiếc đinh. Từ đó ta biết được vị trí của trụ tường.